Vâng, Gmiro xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong buổi sáng hôm nay ngày 25, hôm nay ngày 25 nhờ Tiến nhỉ? 25 tháng 11 thì bên mình được về được thêm hơn một chục bộ mic Beyer bãi xịn các bác nhé. Đây là phiên bản 6 số các bác nhé. Thì trạng thái về như biết thì bên mình đã đây hàng về hàng tuyển bọc này. Rất là đẹp. Nghe trên trường thì các dòng mic thì có rất nhiều các đời khác nhau của dòng Beyer này. Nhưng cái trọng độ đẹp nó đến đâu. Nhưng đối với bên em về, nhưng mà nhìn đây em quay ban ngày nhá. Bóc mic này bác nhìn. Nghĩa là mic được vệ sinh sạch đẹp, được tuyển chọn bác nhá. Em chỉ nhập hàng tuyển thôi. Dừng mic bãi. Không xước sát bác nhá. Thì đây. Ra mở nhờ các anh mấy bác quay anh mày với cái tay với. Các bác mua mic bãi bên Hiếu Minh thì được bên Hiếu Minh tặng đầy đủ phụ kiện gồm này, hai tay chống lăn này. Rồi là rắc 6 ly này, dâu anten này. Đấy. Và một củ adapter. Bóc tôi bóc hộ mấy cái này ra cho đẹp. Đây, bóc luôn cái mới. Nặng. Bóc luôn. Bóc xem độ đẹp này. Và cái điều quan trọng này em xả luôn cho bác mức giá tốt. Đối với dòng mic này thì anh em đi sự kiện được không nhá? Trong phân khúc hơn 1 triệu anh em đi sự kiện được. Các bác không phải chơi những dòng xua nhám gì cả. Kể cả tiền thân trước đó bên mình hay bán dòng xua, nhưng mà chân tình là xua nó không thể hay bằng dòng bãi được. Bãi nha, đối với dòng cùng là con này mà mua xua U2321 thì con này U2321 bên mình bán cho các bác ấy, thì con này là hay hơn rất là nhiều, có thể gọi bằng cụ luôn. Đấy bác nhá. Đây nó chất ở ngay cái phần đỉ mên bác này. Sử dụng 4 hộp sóng các bác nhá. Đời cao 4 hộp sóng. Các bác nhìn cái các con tụ vàng này bác nhìn đã kết rồi. Rất là ngầu. Hai dâu dài sóng khỏe. Và anh em đi show sự kiện được. Bài máy hiệu BS07 BSQ7 bác nhá. Dùng 6 số. Rất gọn nhẹ với dòng mic này. Đối mic bãi thì bên chúng mình bao test cho bác đến 1 đến 2 tháng đầu nên các bác yên tâm sử dụng bác nhá. Hàng đã được vệ sinh sạch sẽ. Đây mở tay ra bác nhìn này. Long lanh chưa. Tay chống lăn nhá. Tay này cái chống lăn này, chống lăn cái chống môn bãi vẫn giữ gìn. Rất là đẹp. Đây. Lấy cho anh cái bia pin với. Pin nắp thử bật ở đây. À pin được. Đây bác biệt, em bật pin nhá. Đấy. Sử dụng là công tắc gạt thôi nhá. Số lượng lô này về không nhiều, tổng có 14 bộ thôi bác nhá. Bác có đếm được Hiếu Minh này. Nếu bác có nhu cầu nhanh tay em xả luôn. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13. Và trước kia 14 chiếc. Hết nhá. 14 bộ. Để bác nhìn tay mic đi, đẹp không? Beyer thì tất nhiên nó vẫn sản xuất ở Trung Quốc con nhá. Chứ ạ. Củ mic zin nhá, bác nhìn củ mic này ngầu không? Bác nhìn củ mic ở bên chất rồi, mở anh mấy cái choa với Tiến ơi. Nhập lô mic đẹp thế. Mở sấy củ ra. Đấy. Nhìn chưa? Mở sấy ra đây. Dòng mic Beyer này thì tiếng mic nó rất là dày. Sóng khỏe, tiếng mic dày, ấm. Không như dòng xua là tiếng hay nhiều khi các bác hát là hay gọi chép nhiều hay vỡ tiếng, và cái thứ hai là sóng nó không ổn định. Đó. Dòng Beyer này, và cái thứ hai nữa Beyer này thì nó cái pin nó dùng nó đỡ bị tốn pin. Đó một cái đặc điểm của em muốn nhấn mạnh các bác. Và đối dòng low mic hôm nay em về, em sẽ xả nhanh cho các bác các anh em với mức giá là 1.600.000 đồng bộ nhá. 1.600.000 đồng bộ. Quá là rẻ. Bán xả luôn các bác anh em. Các bác yên tâm là thời điểm này. Cái này sử dụng tiếp mua chip Moto hay sao ấy. Chữ M. Dùng con IC lớn ở giữa, cực kỳ chất. Bác nhìn cái linh kiện thôi là bác đã biết được cái độ chất nó như nào rồi. Và sử dụng đến 4 hộp sóng, chứ phải đời thấp nhá. Cái đời thấp nó chỉ 2 hộp sóng thôi, đây sử dụng 4 hộp sóng. 4 hộp sóng các lưu ý nhá, 4 hộp sóng. Mic Beyer. Một dòng thương mic đang gọi là làm mưa làm gió trên thị trường. Đối với dòng hàng bãi và hàng mới. Với dòng Beyer thì đã khẳng định thị trường với rất nhiều các model rồi. Có mua hàng bãi thì giá rẻ hơn 1/3 đến khoảng 1/4 giá, 1/3 đến 1/4 giá trị của sản phẩm. Chứ mua một bộ mới này, nếu một bộ mới này rất là đắt, nó phải rơi vào khoảng độ 4 đến 5 triệu đồng, 4 5 triệu đồng nhé, một bộ này. Có mua hàng bãi thì giá nó êm hơn, mà mic bãi thì
được bên Hiếu Minh tuyển chọn mua những cái lô đẹp như thế này. Bác nhìn tay mic được kết chưa ạ? Lô đẹp này luôn. Lô này. Lô đẹp thế này. Đấy, mua đến lô mua lô đẹp này phải giá rất là cao bác nhé. Mới tặng các bác đầy đủ phụ kiện này, như cái tay chống lăn này nhiều khi mất này. Mời em cũng phải mua cả tay chống lăn cho bác nhé. Đây là mới. Thì anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ nhé. Có tổng 14 bộ thôi. Qua hai số tài online đây hoặc đến cơ sở Hiếu Minh là 364 Quang Trung Hà Đông Lộ bác nhé. Hôm trước Hiếu Minh về mấy chục bộ của cái dòng hôm trước thì em hết hàng rồi. Hôm nay về 14 bộ này thôi. Và chắc ngày mai em về tầm khoảng 40 bộ khác, nhưng nó là buyer vị tím bác nhé. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.